343 thiên ngày ba trăm bốn mươi ba hãy nghe phải nhắc lại cách nói tiền lẻ vẫn là càng nhiều càng tốt lính Linh. chiến 多越好，零钱还是越多越好，零钱还是越多越好。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thời t i ế 天气凉快。 khỏi quên. Miền nửa hoàng chỉ. Sườn sáng mở bên trái. 左边的旗袍 Màu sắc. 颜色 Phòng thử đồ. 试衣间 Cái cũng phải. 倒也是。继续推汤买，继续坐电梯。đồ đ giá rẻ，ủ máy trà lián，làm nhẹ đi không khí một chút，轻松一下儿气氛。 tổng cộng là một triệu bảy trăm nghìn, ý cùng số trời ạ, thật hay giả đấy? thiên à giả công việc, công việc, ông chủ. Lão bản. Không sao, không có việc gì. Mấy sở. Mấy sự. Nhà đối diện kia. Tùy miền này cha. Chúng loại phong phú. Chúng lầy phân phú. 42.000 đồng, nguyên văn là 4 vạn 000 đồng. Sự hoàn lẻng chiên tuẩn. Xem lại xem. Giải khẳng khẳng. Ngày lễ. Chế rử. Càng nhiều càng tốt. Yể tuôi yể khảo.